Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay mình sẽ đến cái buổi số 3. Cái chủ đề của bài ngày hôm nay thì như mình đã gửi cho các bạn ở trong cái buổi ngày hôm trước, là mình sẽ có một cái bài đọc tương ứng với nó là cái phần audio. Thì ở trong cái phần này, cái giống như buổi ngày hôm trước, mình sẽ không cố gắng đọc lại toàn bộ, mà mình sẽ cùng nhau tìm ra những cái câu mà mình thấy hay này, hoặc là mình sẽ tổng kết những cái phần ngữ pháp mà mình cần phải nhớ và có thể áp dụng được vào trong cuộc sống. Tương tự với buổi lần trước, mình đã nhận được một số các cái bài shadowing của một số bạn ấy. Thì nhớ là các bạn khi mà gửi cái link shadowing vào ấy, thì các bạn phải chia sẻ là ai cũng có quyền xem thì mình mới xem được. Còn nếu như mà các bạn không chia sẻ thì là mình sẽ không nghe được cái phần shadowing của mọi người ấy. Thì mọi người để ý cái đấy nhá. Với lại là chúng ta sẽ nộp bài tập vào cái link mà ở trên nhóm đấy. Ai vừa xin vào đây. Chúng mình sẽ nộp bài tập vào cái link ở trên nhóm mà có một số bạn support mình, bạn ấy sẽ gửi. Thì mình sẽ nộp ở trên đấy và mình sẽ tổng kết cái phần bài tập của các bạn ở trong mỗi một cái buổi học. Nếu mà cái phần bài tập nó hay, hoặc là có cái phần bài tập nào mà các bạn bị sai ở cái chỗ nào ấy, thì mình sẽ chữa luôn cái phần đấy để chúng mình nhớ được luôn. Vì là chúng ta sẽ học trên cái trải nghiệm của mình và trên cái các cái câu mà mình gặp ở trong cái cuộc sống cũng như là công việc của mình. Nên là nó sẽ, nếu như mà chúng mình chịu khó nộp bài tập thì chúng mình sẽ nhớ được nhiều hơn nha. Buổi ngày hôm nay trước khi mà vào buổi học, có một bạn có comment cái từ kêu kiêu cự này này. Cái từ này thực ra nó không phải nghĩa bản chất, nó là cuối cùng theo cái kiểu là phút chót, có nghĩa là sau rất là nhiều các cái sự ưu tiên thì cái này nó là sự ưu tiên cuối cùng. Thì cái này nó mang tính chất là rốt cục, thì lần tới chắc là mình sẽ edit cái này nó thành là rốt cục thì nơi đầu tư tốt nhất, đúng không? Giống như kiểu là rốt cục thì cái nơi đầu tư mà tốt nhất hoặc là tận cùng của cái sự đầu tư ấy, nó chính là cái bản thân mình. Thì tạm thời mọi người sẽ nhớ cái từ này và cùng tham khảo nó nha. Thì trước hết là cái phần chữa bài tập. Cái phần chữa bài tập này là liên quan tới IT, nhưng mà mình cũng sẽ nói qua cái phần chữa bài tập này. Ngày hôm trước mình đã, các bạn đã gửi cho mình ấy, thì nó có một số từ mà mình rất là hay gặp. Cụ thể thì chúng mình có thể nhìn ở trong cái phần link mà mình gửi cho các bạn ở trong nhóm rồi. Nhưng mà mình sẽ nêu ra một số những cái mà mình nghĩ là chúng ta cần phải chú ý tới. Ví dụ như là cái assume này này. Assume này nó rất là hay gặp. Có là nó chỉ trong chốc lát thôi, cũng là trong chốc lát hoặc là trong giây lát, trong giây phút thì là mình có cái từ assume. Như là trong chốc lát thì anh ấy trong nháy mắt thì anh ấy đã biến mất rồi này chẳng hạn, hoặc là trong nháy mắt thì là cái màn hình đấy nó chợt tắt này, hoặc là trong nháy mắt thì là cô ấy đã thay được quần áo trở thành một công chúa xinh đẹp này, giống như kiểu các cái ca sĩ mà người ta thay quần áo ở trên sân khấu ấy, thì người ta cũng cứ dùng cái từ này, tức là trong chốc lát, trong nháy mắt là nó đã thay đổi từ A sang B rồi. Ở đây nó có cái dạng bị động mà hôm trước mình học ấy, đó là sare dự. Thì nhớ các bạn để ý là khi mà chủ ngữ của mình nó là động, nó là vật, ví dụ như là cái earphone nó sẽ giao cự, ở đây nó chính là cái sự kết nối bluetooth của cái tai nghe ấy, đúng không? Thì nó là sự vật, đúng không? Nó là sự vật, sự việc. Mà cái từ đằng sau này này là cái động từ mang thể hiện tính chất là bị động. Nhầm chủ động có nghĩa là cắt đứt này, hoặc là bị ngắt quãng này, thì nó không thể nào, nếu nó là tự động từ thì không nói, nhưng nếu nó là tha động từ, nó là những cái hành động mà phải con người mới làm được, hoặc là nó phải có một cái sự tác động nào đấy nó mới xảy ra, thì các bạn nhớ chủ ngữ của mình nó là sự vật, hay là nó là các cái sự vật, sự việc, hoặc là không phải là con người, thì mình sẽ chuyển cái động từ này nó sang thành dạng là bị động. Đấy, thì cái đấy là mình nhớ. Tiếp đến là khi mà các bạn dịch từ tiếng Nhật sang tiếng, có một cái sự khác biệt giữa tiếng Nhật và tiếng Việt, đó là gì ạ? Nếu như trong trường hợp tiếng Nhật thì người ta hay dùng bị động, nhưng mà khi mà chuyển sang tiếng Việt thì mình lại phải chuyển nó thành là chủ động nha. Ví dụ như trong cái câu này bạn ấy dịch là cái đã bị ngắt chỉ trong giây lát thì ok, không vấn đề gì hết, cái câu này rất là bình thường và ai cũng hiểu. Nhưng nếu như mà để nói về cái sự gọi là gì, thuần Việt, đúng không, thì là mình sẽ chuyển cái câu này sang câu chủ động là bị ngắt
có không phải bị động mà là mình chỉ cần là nó bị ngắt trong giây lát thôi, chứ không cần phải là đã bị ngắt chỉ trong giây lát. Kiểu cái cách mà mình diễn đạt từ câu tiếng Việt sang câu tiếng Nhật thì mình phải chuyển từ chủ động sang bị động, nhưng mà chuyển từ tiếng Nhật sang tiếng Việt ấy thì mình lại phải chuyển ngược lại đấy, tại vì bản chất trong tiếng Việt của mình nó rất khi ít khi sử dụng cái câu bị động đấy. Thì cái này mọi người để ý để mà có thể gọi là gì, chuyển hóa giữa hai loại câu nó thật là gọi là trơn tru ấy. Tiếp đến là mấy cái câu đằng sau này cũng như vậy thôi. Các bạn, mình cũng đã comment cho các bạn rồi là khi mà mình dịch ấy thì mình sẽ dịch theo cái dạng là thứ tự dịch là từ động từ cho đến bổ ngữ. Thì mình sẽ dịch cái từ hiển thị này trước và hiển thị ra cái pop-up, và mình nhớ là sẽ chuyển nó thành dạng câu chủ động, chứ mình không dùng là được hiển thị, đúng không? Nó là câu được hiển thị trong tiếng Nhật, nhưng khi chuyển sang tiếng Việt nó là hiển thị pop-up thôi. Ấy thì nó có cái sự gọi là gì, chuyển giao giữa hai bên nó phải thực sự là nhuần nhuyễn, mình hiểu được cái điều đấy để mình biết được rằng là khi mà tiếng Việt nó nói câu chủ động mình phải chuyển sang bị động trong tiếng Nhật, nhưng tiếng Nhật nó nói bị động thì mình lại phải chuyển sang chủ động ở trong tiếng Việt. Đấy thì cái này mình phải nhớ được cái đặc điểm đấy để mà có thể chuyển được nhá. Tiếp đến này, ở đây nó có một cái cấu trúc ngữ pháp mà là mokute kito ste tame desu, là cái cách rất là hay dùng luôn. Ví dụ như là mình hay nói là mục đích của cái việc này là A là B, mục đích của cái việc này là C là D, thì nó chính là cái công thức của cái câu này luôn. Mokute kito ste wa tame desu, đấy, để mà cái kia nó làm sao, nó gì đấy. Ở đây nó có cái từ là kikinagasu. Kikinagasu là mình nghe rồi mình để đấy ấy, gọi là mình cứ nghe một cách thụ động ấy, thì nó gọi là kikinagasu, gọi là mình cứ bật nhạc lên mình nghe. Nhưng mà trong cái thời gian đấy thì mình làm việc nhà này, hoặc là mình lau bếp này, hoặc là mình ăn cơm này, mình vừa nghe nhạc mình vừa ăn cơm, chứ không phải mình chủ động mình đập mỗi cái việc là nghe nhạc, đúng không? Thì nó gọi là kikinagasu. Tiếp đến là cái từ nagasu này mà để nguyên ý, thì nó còn gọi là bật nhạc ấy. Gọi là tôi vừa bật nhạc, tôi vừa nấu cơm chẳng hạn, đúng không? Ông gaku o nagasute. Nagasu ấy là tôi sẽ để thả trôi đấy, đúng không? Để cho nhạc nó chạy và làm các cái việc khác. Ông gaku o nagasute ryōryō shimasu chẳng hạn. Gọi là tôi vừa nấu ăn vừa nghe nhạc đấy. Thì là cái từ nagasu này nó có nghĩa là như thế. Kikinagasu là vừa nghe vừa để đấy đấy, kiểu thế. Tiếp đến tất cả các cái động từ ở đây mọi người sẽ thấy là sai se sarete shimau, đúng không? Có nghĩa là nó sẽ được được play lại, có là replay lại, có là nó sẽ được bật đi bật lại nhiều lần khi mà mình cứ bật rồi mình để đấy, mình cứ chạy để cho nó chạy liên tục ấy. Đấy thì nó chính là cái từ này. Thì cái đoạn này là cái ngữ pháp đó nhá. Tiếp đến này, hôm trước mình đã học hai ngữ pháp đúng không? Một là bị động này, hai là sai khiến. Thì lúc nãy là hai cái ví dụ của bạn ấy về bị động, còn đây là về sai khiến. Thì sai khiến này nó có hay dùng với cái thể là sasete itadakimasu, thì bạn ấy đã lấy cái ví dụ đây. Thì các bạn nhớ ở đây có một cái đó là rất là hay nhầm luôn, thậm chí mình cũng rất là hay nhầm, đó là cái từ kyo và honjitsu. Cái từ kyo này thì dùng trong trường hợp văn nói thông thường bình thường, nhưng mà nếu các bạn dùng kính ngữ với khách hàng thì các bạn hãy chuyển nó thành honjitsu. Cái này rất là hay quên luôn nha các bạn. Bản thân mình khi mà làm trong thực tế mình cũng rất là hay quên, và mình cứ hay nói là ngày hôm nay tôi xin phép được nghỉ chẳng hạn, đúng không? Thì là mình cứ hay nói là kyo yasumasete itadakimasu chẳng hạn, đúng không? Nhưng mà sai, không được nói là kyo mà phải là honjitsu, đúng không? Tại vì đằng sau của mình nó là thể dạng kính ngữ rồi, thì có là đầu xuôi đuôi nó phải lọt, đầu nó phải là A thì đầu nó phải đầu trâu, thì đuôi nó phải đuôi trâu, chứ không phải là đầu thì coi là đuôi bò, còn đầu thì trâu, đuôi thì bò được. Đấy, thì là mọi người để ý cái này. Mình sẽ để ý từng cái cách người ta viết và mình phân tích để mà lần sau mình không bị nhầm những cái lỗi đấy. Đặc biệt là lúc khi nói mà mình rất là hay bị nhầm hai cái này, thì mọi người để ý nhá. Thì nó ví dụ như là honjitsu setsume sasete itadakimasu. Đấy thì ở đây là honjitsu no uchiwase de này, đúng không? Tôi xin phép được giải thích về cái buổi họp ngày hôm nay. Matome masta, thì ngày hôm trước mình có học một cái từ đó là han e shimasta. Cái từ han e này nó là phản ánh cái gì? Phản ánh từ A lên B, đúng không? Tức là phản ánh từ âm thanh lên lời. Ví dụ như là tôi đã nghe và tôi đã ghi chép lại lên trên giấy chẳng hạn. Thì ở đây trong cái bài này người Nhật người ta dùng là matome masta.
bạn ấy, cái câu của bạn ấy chính gốc là Matome Masta, nhưng mà trong cái câu này mình cũng có thể dùng cái từ là Haneshimasta, là tôi đã, ví dụ là tôi đã nghe khách hàng nói và tôi đã tổng hợp rồi ghi chép lại vào trong một cái bản Excel, thì là phải có một cái hành động là mình tổng hợp rồi mình ghi lại, đúng không, những cái nội dung mà mình đã nghe, mình đã nói. Thì cái từ Matome Masta này trong trường hợp này mình có thể dùng được thêm là Haneshimasta. Nhưng mà nếu, và các bạn để ý là nếu như mà cái chủ ngữ của mình ấy mà nó là vật, đúng không, ví dụ như là cái nội dung của buổi họp nó đã được phản ánh lên trên đấy, thì các bạn nhớ là chuyển nó thành động từ. Còn nếu như mà chủ động là gì, tôi đã phản ánh, thì nó chỉ là Haneshimasta thôi. Thì mình hãy để ý vào cái chủ ngữ để mà xác định được cái động từ của mình là ở dạng bị động hay là chủ động. Cái gì đấy? Setsume sasete itadakimasu và setsume sasete itadakitai. À, cái này thì chị nghĩ là nó không khác nhau lắm, nó vẫn là một nghĩa thôi em. Nhưng mà cái kiểu mà setsume sasete itadakitai to omoimasu thì nó mềm câu hơn thôi. Nó vẫn là một ý nhưng mà nó có nhiều cách diễn đạt khác nhau thôi. Hai cái này đều dùng được nhá. Đều dùng được. Setsume sasete itadakimasu, setsume sasete itadakitai to omoimasu thì nó là mềm câu hơn. Và có những cái người ta thích văn vẻ thì người ta vẫn nói, còn bình thường mình cứ sasete itadakimasu là đã đủ ý rồi. Rồi, thì đấy là cái nội dung bài tập của buổi ngày hôm trước. Mình muốn tổng kết lại, ở cái đoạn cuối nó cũng có cái phần tổng kết nữa thì mình để sau. Tiếp đến là cái bài ngày hôm nay này, mọi người nhìn thấy ở đây rồi đúng không? Thì là trong cái phần này nó đã có cái phần tiếng Nhật và cái phần tiếng Việt ở đây rồi, thì chắc là các bạn đã đọc ở nhà rồi đúng không? Ở đây có bạn nào chưa đọc không? Nếu mà có bạn nào chưa đọc thì mình sẽ làm kiểu khác. Còn nếu mà bạn nào đã đọc rồi thì làm kiểu khác. Đấy, thì bây giờ có bạn nào chưa đọc không thì giơ tay, còn nếu mà đọc rồi thì thôi không phải giơ nữa. Đã đọc chưa? Giơ tay là chưa đọc hả chị? Chưa đọc. Chị chưa đọc, ok. Những bạn khác đã đọc chưa? Nói cái gì đấy cho em đọc rồi chị ạ. Ok, đọc rồi. Những bạn khác còn hai bạn nữa mà. Rồi, thế bây giờ mình sẽ như này nhá. Đầu tiên là hỏi những cái bạn đọc rồi đã. Bạn nào, em thích nhất cái câu nào ở trong cái đoạn này? Bạn nào nhỉ? Bạn nào vừa nói đọc rồi ấy, cho chị cái câu thích nhất phát nhỉ? Em thích cái đoạn cuối chị. Cái đoạn cuối? Ờ. Đoạn... Là cái câu nào? Nếu mà em thích thì em thích nhất câu nào? Em thích là cái câu đầu tiên ấy. Là cái, à, là... Đây, cái hả? Kiến thức có trong mình có rồi thì sẽ không ai lấy đi được ấy. Ồ, ok. Dademo ubai toru koto wa dekinai, đúng không? Có là mình đã có rồi thì chắc chắn không ai lấy được, đúng không? Ok. Có cái ngữ pháp nào mà em thích nhất trong cái bài này không? Mà em nghĩ rằng là em có thể áp dụng được vào trong thực tế của mình ấy. Em nghĩ là cái câu mà cái ngữ pháp là koto ni shita ấy, koto ni suru. Ok. Kayo koto ni suru đúng không? Có là nghĩa đó là gì ta? Là tôi quyết định. Tôi quyết định. Đúng rồi, tôi là đi tham gia cái khóa học này. Ừ, tôi đã quyết định thực hiện cái việc đó. Thì cái đây nó là dạng chủ động đúng không? Còn nếu như mà chuyển sang bị gọi là gì, tự động từ thì nó sẽ là koto ni naru. Ừ, koto ni narimasu. Ok. Ừ. Còn ngữ pháp nào nữa không? Mà thích nữa. Em thấy em hay dùng cái ngữ pháp vừa rồi với cái cái phần bởi vì là cái chỗ nào ta? Niyotte này. Koto niyotte này. Koto niyotte đâu nhỉ? Đây đúng không? Noroku o tsukeru koto niyotte anata ga 10% 20% aru wa 30% takameta senzailoku wa kaze sarete nakunaru koto mo infure niyotte, đúng không? Niyotte thì cái đặc điểm của niyotte này đằng sau nó sẽ đi với cái gì nhỉ?
với thẻ bị động. Đính chính xác đúng không? Thì cái này nó rất là hay dùng luôn. Niyote thì sẽ đi với đây là kaze sarete nakunaru, là sẽ không bị đánh thuế bởi cái gì đó. Rồi hoặc là gì không bị mất bởi bởi cái infre, là cái lạm phát đúng không? Rồi cái bài này thì có thêm một số các cái câu hỏi sau cho mọi người này. Thì trong cái bài này nó sẽ có là, rồi ở đây có một số bạn chưa đọc ấy, nên là mình sẽ đọc qua cái nội dung của cái bài này trước. Nhưng mà trong cái quá trình đọc này mọi người nhớ giúp mình này, là mọi người nhớ lại cái buổi số 1 ấy. Cái buổi số 1 của mình nó sẽ chia ra làm 3 loại câu đúng không? Một là câu danh từ, hai là câu động từ và ba là câu tính từ. Thì mình sẽ không đọc mà theo kiểu dịch nghĩa nhé. Tại vì bản chất cái việc tạm dịch và dịch nghĩa này nó đã có sẵn ở trong cái phần mà tài liệu mình gửi cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần về đọc và thông suốt nó và tìm những cái chỗ nào các bạn không hiểu thì các bạn hỏi thôi. Còn ngày hôm nay các bạn chỉ làm một cái mục đích duy nhất mà mình hỏi. Đó là các bạn xem trong cái câu 1 hay là câu 2, câu 3, câu 4 là câu danh từ hay câu động từ hay câu tính từ. Ok. Bây giờ mình sẽ đọc câu đầu tiên này. Saisuteki ni sonota no dono yo na toshi ni mo masaru toshi wa jibun jishin e no toshi da. Vậy câu này là câu? Câu danh từ. Câu danh từ đúng không? A là B. Vậy A ở đây nó chính là cái đầu tư này là cái đầu tư, là đầu tư kia đúng không? Đây câu danh từ này tiếp. Nan de are jibun no jakuten da to mo bubun no kaizen ni torikumu hitchiyo ga aru. Ở đây nó có cái hitchiyo ga aru thì chắc chắn là câu thì chưa gá được thì là câu động, câu động từ đúng không? Nhưng mà cái câu động từ này có một cái này, cái từ hịt chiêu gá được này nó sẽ dùng trong trường hợp nào hả các bạn? À không phải nói là trong dùng trong trường hợp nào, mà nó sẽ có hai cách sử dụng với cái từ hịt chiêu. Thứ nhất đó là gì? Đi với động từ là tố đi cư mự. Tố đi cư mự ngày hôm trước học rồi là gì ạ? Nỗ lực. Đúng rồi, nỗ lực cho cái việc gì đó đúng không? Thì ở đây là gì? Cần phải nỗ lực cho cái việc cải tiến. Thì cái động từ của mình nó sẽ đi với hitchio. Ngày xưa em rất là hay nhầm với cái ý đó là torikumu hitchio desu. Câu đấy là sai ngữ pháp. Cái câu đấy em bị sai rất rất nhiều lần luôn. Cứ mỗi lần mà mình viết văn hoặc là viết một cái gì đấy là cái cô người Nhật cô lại nhắc. Cô bảo là tại sao Hồng cứ hay bị nhầm là hitchio desu mà không phải là hitchio gá. Nhớ nhá, khi mà nó đi với động từ ở đằng trước này này thì bắt buộc phải là torikumu hitchio ga arimasu. Còn khi nào thì nó sẽ là hitchio desu. Hả các mọi người? Khi nào thì nó sẽ là hitchio desu? Có ai biết không? Khi mà nó là danh từ ấy. Đúng rồi, khi đúng cái rồi. Việc gì đấy nó là quan trọng. Nó là cần thiết, chính xác thì nó là, thì ví dụ như là gì passport tổ gá hitchio desu thì là ok. Cứ là cần phải có passport chẳng hạn thì là danh từ thì mới là ga hitchio desu. Còn nếu mà động từ thì bắt buộc phải là động từ cộng với hitchio ga aru. Ok chưa? Vậy là đây là gì? Cho bất nan de are là gì? Dù là gì đi chăng nữa hay dù bạn là ai đi chăng nữa thì cũng cần phải nỗ lực để mà cải thiện đúng không? Cải thiện cho những cái phần mà mình nghĩ rằng là mình bị yếu. Tiếp này. Soste sore wa imasugu hajimeru beki koto da. Vậy câu này là câu danh từ. Và nhớ có một đặc điểm là hôm trước đã từng nói là sore wa thì đi với lại koto desu. Koto de koto da. Có nghĩa là sore wa này nó là để chỉ một sự vật sự việc đúng không? Thì thường khi mà chủ ngữ của mình là kore, sore và are thì thường kết thúc câu bắt buộc nó phải là một danh từ. 80% tất nhiên là không có, vẫn có những cái trường hợp nó là động từ nhé, không phải là không có. Nhưng mà về cơ bản nó sẽ là danh từ. Gọi là A là B ấy, nó chính là cái câu danh từ ấy, đúng không? Cái là cái việc đó ở đây là cái việc mà mình cần phải nỗ lực nọ kia ấy. Thì nó chính là imasugu hajime de beki, là chúng ta sẽ cần phải thực hiện chúng ngay bây giờ. Tiếp đến này, wakai koro watashi wa oze no hito no mae de hanasu koto ga kowakute tamarazu dai no nigate datta. Vậy câu này cũng là câu danh à. Đúng rồi. Câu tính từ chứ chị nhỉ? Nigate là tính từ hay danh từ nhỉ? Chị không nhớ. Nigate là danh từ hay tính từ?
khả năng cả nếu mà cũng xét cả cụm dino ninate data thì nó cũng có thể là danh. Chị không nhớ cái từ ninate này là tính từ hay là danh từ nhá, nhưng mà nói chung cái câu này nó là A là B đúng không? Đúng không? Có nghĩa là gì, cái thời còn trẻ đúng không, thì là tôi cái điểm yếu của tôi ấy, đúng không, ở đây nó chính là cái điểm yếu rất là lớn của tôi, đó là gì, ở đây nó có cái là verb, nó là kowakute tamarazu. Kowakute tamarazu nó chính là kowakute tamaranai, nhưng mà khi mà nó ghép thành dạng kết lửng thì nó sẽ là kowakute tamarazu. Thế nên là bây giờ mọi người thường hay nói một cái câu là ví dụ như hôm qua chị, ví dụ như là con chị ngày hôm trước nó bị ho và bị ốm chẳng hạn, thì chị xin phép mấy ông người Nhật, ông chị nói rằng là con của tôi nó ho không ngớt nên là tôi sáng hôm nay tôi xin phép được đi đến bệnh viện để khám cho con, thì các bạn sẽ nói như nào? nó ho không ngớt ấy. Đúng không, ho là gì, ho ấy. Đâu rồi? Nói đi. Sekigadeta. Sekigaderu á? Sekigaderu thì nó là, nhưng mà có là sekigaderu thì nó chỉ là phát ra tiếng ho thôi. Nhưng mà bây giờ là con tôi bị ho không ngừng ấy. Thì nó có cái từ dự ấy, ý mình nói ở đây là nó có cái từ dự ấy. Ừ. Như là hả? Gì? Sekiga tomarazu. Ừ đấy, tomarazu. Đúng không? Ví dụ như là kyo musuko ga, đúng không? Musuko wa sekiga tomarazu. Thì cái từ dự đấy bản chất nó là ghép, đúng không? Ghép giữa cái vế A và vế B. Thì giống như trong cái câu này này. Giống như trong cái câu này nó chính là dự là ghép giữa A và B này, có là vì như thế, đúng không? Hoặc là một cái vế A xảy ra thì có cái vế B tiếp nối vào ấy. Đúng không? Ví dụ như ngày thì ở đây nó chính là kowakute tamarazu, có nghĩa là gì, tôi rất là sợ hãi nên đó là một cái điểm yếu lớn nhất của tôi, đúng không? Thì giống như kiểu là sekiga tomarazu nên là bioin ni ikimasu, đúng không? Có là vì là ho không ngớt nên là tôi sẽ đi đến bệnh viện ấy. Thì ý mình nói là cái dự ở đây nó chính là cái dạng mà kết lửng ấy. Đấy, cái dạng kết lửng và nó sẽ là nối hai cái vế với nhau. Thì ở đây là nói thêm một cái nữa là te tamarazu là rất cái gì đó, đúng không? Ôi shikute tamarazu là rất là ngon này, hoặc là kowakute tamarazu là rất là sợ hãi này, đúng không? Khi mà nói chuyện trước mọi người nên là đấy là cái điểm yếu nhất của tôi này. Rồi sokode là gì? Vì thế. Đúng rồi, vì vậy cho nên, đúng không? Thì ở đây có cái từ sorede cũng là vì vậy cho nên, và sokode cũng là vì vậy cho nên. Cái này đã nói một lần rồi. Là sô cô đế thì đằng sau nó sẽ là gì? Còn sô đê đế thì đằng sau nó sẽ là gì? Một cái nó là gì nhỉ? Mọi người biết không? Sô đê đế cũng là vì vậy cho nên. Mà sô cô đế cũng là vì vậy cho nên. Nhưng mà sô đê đế thì nó sẽ là vì vậy cho nên. Ví dụ nhá, bây giờ nói ví dụ cho nó dễ này. Vì ngày hôm qua tôi ngủ muộn nên hôm nay tôi dậy muộn. Thì là sorede. Đó là vì cái trạng thái A mà dẫn tới cái trạng thái B. Thì là vì ngày hôm qua tôi ngủ muộn nên là hôm nay tôi dậy sớm. À nhờ vì hôm nay tôi ngủ muộn nên là hôm nay tôi dậy muộn là sorede, được chưa? Nhưng mà vì ngày hôm qua tôi ngủ muộn nên ngày hôm nay tôi ngủ sớm. Thì nó là sokode. Đấy, thì ở đây nhá, nó có cái từ sokode là bởi vì sao? Bởi vì đằng trước là ông có một cái nigate như thế, đúng không? Nên là ông ấy đã có một cái đối sách cho nó là đi học. Ok chưa? Thì giống như kiểu ngày hôm qua tôi ngủ muộn, đối sách của tôi ngày hôm nay là tôi đi ngủ sớm. Còn nếu mà sorede thì là ngày hôm qua tôi ngủ muộn thì chỉ miêu tả trạng thái thì mới là sorede thôi. Còn nếu mà miêu tả về một cái đối sách, một cái hành động thì nó sẽ là sokode, hiểu không? Ok nhá. Thì ở đây nó chính là vì vậy cho nên ông ấy đã quyết định, đúng không? Kotonista. Ông ấy đã quyết định là đi học cái từ kayo này, hôm trước vừa nói xong, hôm nay lặp lại, đúng không? Hôm trước mình vừa nói là đi học ở trường ấy, đúng không? Của bạn nào đấy thì là ở đây nó chính là kayo, là tôi đã quyết định là đi tham gia cái lớp học đấy. Toleningu Kosu là cái khóa học gì đấy của cái ông Dale Carnegie này. Cái ông này là cái ông nổi tiếng gì mà chuyên viết sách self-help gì đấy? Đắc nhân tâm. Đấy. Đắc nhân tâm đấy.
nhưng mà cuốn đấy thì chị không thích lắm. Đấy, cái cuốn này, có lẽ cái cuốn Đắc Nhân Tâm là muốn hài lòng tất cả mọi người đúng không? Đắc Nhân Tâm là muốn hài lòng tất cả mọi người, nhưng mà cái việc hài lòng tất cả mọi người thì hơi khó. Đấy. Đấy, thì ở đây là gì? Hakudo no Jiuko Ryoga Kakataga, có nghĩa là gì? Mặc dù nó tốn tận 100 đô nhưng mà như thế, đúng không? Nhưng mà vẫn quyết định đi. Konoke kema watashi no jinsei o kaita, đúng không? Câu động từ dịch chủ ngữ nào? Cái kinh nghiệm này đã thay đổi cuộc đời của tôi. Tiếp. Arata ni minitsuketa nonoku ni oi ni jishin no motta watashi wa. Ok, đến đây là chủ ngữ rồi này. Tiếp đến là propose shita. Propose là tiếng Anh nghĩa là gì ta? Propose gì? Đúng rồi, cầu hôn đúng không? Vậy là cái watashi wa đây, watashi wa đây là chủ ngữ này. Thì tất cả những cái còn lại đây nó chỉ là phụ cho cái chủ ngữ thôi, thì mình sẽ dịch là mọi người cùng dịch nào. Gì? Tôi làm sao? Tôi đã có được cái sự tự tin lớn nhờ vào những cái năng lực mà những cái năng lực mà đã đạt được, đã tìm thấy, đã có được sau cái khóa học đấy đúng không? Ừ, đúng rồi. Cái từ mini chữ kê đụ này mình sẽ học nó, còn bình thường chị hay dịch nó là học ấy. Mini chữ kê đụ ở đây giống như kiểu là vận vào thân, vận vào người, đúng không? Cái từ mi này trong từ karada này. Còn chữ kê đự là gắn kết đúng không, thì nó có nghĩa là vận vào thân vào người, gắn vào thân vào người, hay còn gọi là mình sẽ học và mình thấm nó ấy. Thì bình thường cái từ bên kyo sư đự thì nó chỉ là học bình thường thôi, nhưng mà mini chữ kê đự là tôi đã học và tôi đã hiểu nó, tôi đã thực hành được cái điều đấy, thì nó gọi là mini chữ kê master. Thì đây là cái gì, tôi làm sao đã rất là tự tin. Ở đây ôi ní ở đây là rất là thôi đúng không, rất là tự tin với cái ní đấy, với cái năng lực mà tôi đã học được. Và làm sao, và tôi là một người như thế, tôi khi mà đã tự tin như vậy thì tôi đã làm sao, propose đúng không, tôi đã nói đi cả nhà, vợ tôi đúng rồi, cầu hôn vợ tôi. Ư chi ní là gì? À, khi mà khóa học vẫn chưa kết thúc. Đúng rồi, chính xác. Ư chi ní là trong khi khóa học vẫn chưa kết thúc thì tôi đã cầu hôn được vợ tôi, vì là tôi đã rất là tự tin với cái năng lực mà mình đã học ở trong cái khóa học này. Và cái khóa học này nó chính là cái khóa học gì? Cái khóa học là gì? Nói chuyện, làm sao để nói chuyện và không bị sợ trước đám đông, đúng không? Cầu hôn vợ không sợ nữa thì chả cầu hôn thì chả đúng à, đúng không? Đấy, ý của cái bài nó là như thế. Có là câu trước nó liên quan đến câu sau. Ma tạ ma da ni ju isai de mitame wa sara ni osanakatta watashi ga jimoto de kabu o uru shigoto o suru ni atari kono kousu o jiukou shita koto wa oi ni yakutatta. Câu này rất là dài đúng không, nhưng mà mình sẽ nhìn xem nào. Ma tạ thì là một ý thôi này, ma da này, ni ju sai gá này, watashi gá này, jimoto de kabu Osuru Niatari, mình sẽ dịch từ Niatari này trước này. Niatari là ngữ pháp, là gì sao? Là nghĩa là gì? Niatari. Khi à? Đúng rồi, khi. Khi làm sao Niatari này nó sẽ dùng trong trường hợp là kiểu mang cái hơi ý là kiểu nó cũng hơi lịch sự và trang trọng một tí. Bình thường mình sẽ nói là no toki đúng không? Hoặc là no sai cũng được. Nhưng mà Niatari thì nó cũng hơi lịch sự một chút, gọi là vào cái dịp đó này, hoặc là vào cái lúc đó này, khi đó này, đúng không? Khi mà làm sao? Niatari gì? Làm cái công việc gì đấy? Bán cổ phiếu. Đúng rồi. Thì cái việc mà làm cái công việc bán cổ phiếu này thì nó là cái vị ngữ của cái watashi ga này, đúng không? Tôi đúng không? Tôi, cái chủ ngữ này mình phải dịch trước này. Cái chủ ngữ này thì nó chỉ là cái chủ ngữ con ở đến cái Niatari này thôi. Nên là mình sẽ dịch là gì? Tôi. Khi mà thì là ngữ pháp rồi đúng không? Bây giờ khi mà là ngữ pháp thì trong cái ngữ pháp này nó có cái chủ ngữ con và vị ngữ con. Thì mình sẽ có là khi mà tôi bán cổ phiếu ở quê hả? Khi tôi như thế nào đã, tôi đấy phải được bổ nghĩa bởi cái đoạn đằng trước nữa. Thì đúng là tôi bán cổ phiếu rồi, chính xác.
Vậy là khi mà tôi thực hiện bán cổ phiếu ở quê nhà, Jimoto là cái nơi mà mình sinh ra ấy, đúng không? Nhưng mà tôi bán cổ phiếu, nhưng tôi lúc đấy như thế nào? Mới chỉ 21 tuổi. Đúng rồi. Đúng không? Osanakata là rất là sao trẻ con ấy, đúng không? 21 tuổi xong là mitame quá, cái ngoại hình của tôi thì là vô cùng là trẻ con. Khi đó thì bán cổ phiếu ở quê nhà thì khi mà mặt thì non tẹt, đúng không? Xong lại còn bán cổ phiếu. Thì là cái việc mà tham gia cái khóa học đấy đã rất là có ích. Vì mình tự tin mình nói trước đám đông mà, đúng không? Chắc là nói phét thôi, đúng không? Tiếp đi ạ. Nhưng mà cái câu khi mới chỉ kiểu mitame wa sarani osanakata watashi, nó hay nhỉ chị nhỉ? Nghe dễ thương ấy. Có nghĩa là kiểu đã 21 tuổi nhá, xong là mặt nó lại còn trẻ hơn cái 21 tuổi đấy nữa. Đấy, nó kiểu nó còn trẻ hơn nữa ấy. Hơn nữa mặt thì là còn non tẹt nữa đấy, kiểu thế. Mitame đúng không? Đúng rồi, cái này nó chính là mitame osanai, nó chính là mặt non tẹt đấy còn gì. Tiếp. Anata ga jibun jishin no naka ni motteru mono o dare mo ubai toru koto wa dekinai. Là câu động từ rồi này. Động từ thì bây giờ chủ ngữ là sao nào? Chủ ngữ là gì ta? Chủ ngữ là đâu? Đấy, cái câu thì chủ ngữ rất là hay gặp luôn này. Chủ ngữ chính là dare. Đúng rồi, cái chủ ngữ nó không nằm ở đầu như là các câu bình thường khác mà nó lại nằm ở giữa. Đấy, cái kiểu này nó rất là hay dùng nha, tức là mình có thể áp dụng trong văn viết hoặc là lúc mà mình nói ấy, mình có thể chèn chủ ngữ vào giữa ấy, cũng được ấy. Đây là một cách kiểu là diễn đạt khá là tự nhiên. Khi mà cái điều thực ra cái câu này này, khi nào mà nó lại cho cái chủ ngữ ở giữa, bởi vì cái chủ ngữ này không quan trọng, hay còn gọi là nó không muốn nhấn mạnh vào chủ ngữ mà nó muốn nhấn mạnh vào cái ố này này, thì nó muốn đưa ra cái nhấn mạnh đấy ra trước. Đấy, thì là không ai làm sao? Không ai có thể làm sao? Đánh mất đi cái ố này, đúng không? Cái mono, cái thứ mà thuộc về bạn. Cái thứ mà bản thân bạn nhá. Ở đây là anata ga jibun jishin no naka. Cái thứ mà bản thân bạn có. Đúng không? Motte được là ở đây bình thường nó có hay còn gọi là sở hữu ấy. Nếu mà dịch kiểu mang tính chất gọi sát sao hơn thì gọi là có hoặc là sở hữu. Đúng không? Cái thứ mà bạn đang sở hữu ở trong bạn thì không ai có thể đánh mất đi được. Không ai có thể lấy đi được của mình. Đúng không? Mà đặc biệt nó lại là kiến thức nữa thì không ai có thể lấy đi được cái kiến thức đấy của mình cả. Đúng không? So ste dare ni demo ma da tsukau koto ga dekinai dekite inai senzai roku ga aru. Có là gì? Dare ni demo là sao nhỉ? Bất cứ ai. Bất cứ không có ai. Đúng rồi, bất cứ ai thì bất cứ ai thì tsukau koto ga dekinai. Nó là cái năng lực tiềm ẩn mà không ai có thể sử dụng được. Không, có nghĩa là dù là ai đi chăng nữa, dù là ai đi chăng nữa thì đều có cái năng lực tiềm ẩn mà để cái tên này, đúng rồi, mà chưa được sử dụng. Có nghĩa là bất kể, giống như kiểu là trong cái cuốn sách này này, trong cái cuốn sổ tay đọc dịch này này, cái bài đầu tiên ở trong cái cuốn sổ tay đọc dịch này, có nghĩa là bất kể ai cũng đều có một viên ngọc quý ở trong mình ấy. Đó chính là cái bài đầu tiên của cái cuốn này luôn. Có nghĩa là bất kể ai cũng có một viên ngọc sáng ở bên trong mình ấy. Nó đã kiểu là, chẳng qua là mình chưa phát hiện nó ra ấy. Hôm qua trong lúc mà mưa bão giông bão bùng thì mới nói chuyện với con. Con nó bảo là mẹ ơi, tại sao mà có nhiều người giàu thế? Mà con rất là, sau này con phải muốn con mua một cái ngôi nhà mà to như sân bóng. Thế là mẹ nghe thì mẹ cũng thấy vui lắm, thì chắc là nó cũng muốn giàu. Đi về. Sau khi mà con nó nói rằng là
sau khi con nó nói rằng là con muốn giàu, thế là mình mới nói, sau là mình mới kể nó câu chuyện là con, nhưng mà mỗi người sinh ra thì có người thì người ta làm cái việc này, sau là, sau này con thích làm thế nào để con muốn giàu, thì nó mới bảo là con bây giờ con thích vẽ thì làm sao mà con giàu được, ví dụ như ca sĩ Mỹ Tâm hoặc gì đấy, ca sĩ ca siết thì còn giàu được chứ họa sĩ thì không giàu được hả mẹ, không giàu được phải không mẹ. Thế là bắt đầu mới nói chuyện gọi là đạo lý với con là mỗi người sẽ có một sở trường riêng, cái sản phẩm của họa sĩ thì là tác phẩm hội họa, còn sản phẩm của ca sĩ thì là ca nhạc. Thế con mới nói một cái câu mà mình thấy rất là hay, đó là nó bảo ngày xưa con đọc một câu chuyện, người ta nói rằng là ai cũng sẽ có một cái khả năng tiềm ẩn gì đấy trong người, giống như kiểu một cái bạn mà bạn ấy không biết là bạn ấy giỏi, nhưng mà trong lúc mà bạn ấy học lớp 1 thì tự nhiên bạn ấy ngồi ở trên bờ sông, trong bạn ấy mới nghĩ, bạn mới tự nhiên có một cái âm nhạc nhảy ra trong đầu bạn ấy, thì là bạn ấy mới trở thành nhạc sĩ, đúng không? Đấy, nó chính là cái ý đấy. Tự nhiên mình mới nghĩ là ai cũng sẽ, có là ai cũng sẽ có một cái khả năng gì đấy tiềm ẩn mà trong bản thân mình ấy. Vấn đề là mình có tìm ra được nó hay không ấy, và nó không phải tự nhiên mà nó sẽ đến ấy. Đấy thì nó chính là cái này này. Kiểu ý đang nói về cái đó, đúng không? Có nghĩa là mình có một cái vấn đề là mình làm thế nào để có thể tìm ra được cái năng lực đấy. Và thực sự là em cũng đang trên cái quá trình là mong muốn tìm ra được cái năng lực đấy của mình. Tại vì là từ trước đến giờ nhá, mình cũng không học giỏi lắm đâu, có là cũng bình thường thôi, cũng không có gì gọi là xuất sắc xuất chúng lắm như các bạn đồng lứa. Nhưng mà chắc chắn là mình đến cuộc đời này chắc là phải có một cái mục đích gì đấy, đúng không? Đấy, mình đang trên con đường là tìm ra được là làm sao để mình thực sự là mình hạnh phúc và trọn vẹn với những cái mà mình đã có ấy. Bởi vì từ trước đến giờ mình hay bị so sánh với người khác, mình hay bị kiểu cảm giác như là mình không được bằng người ta, mình nhìn người ta mình thấy không thấy vui, mình có là mình thấy người ta được cái mình không có thì mình sẽ cảm thấy ganh tị. Và trong khoảng tầm nửa năm gần đây là mình đã học được cái bài học đấy, gọi là làm thế nào để không ganh tị nữa. Bởi vì là mình khi mà mình đủ đầy ở bên trong mình rồi thì mình sẽ tự nhiên mình không còn ganh tị nữa. Nhưng mà làm thế nào để có thể đủ đầy được ấy thì hôm nào lại kể chuyện tiếp nha. Bây giờ mình sẽ mindfulness rồi nhỉ? Gì em? Chánh niệm rồi nhỉ? Đấy, chánh niệm đấy. Rồi tiếp nha. Noroku otsuke được koto ni yotte này, đúng không? Có nghĩa là bằng cách là noroku otsuke được koto ni yotte là bằng cách làm sao trau dồi. Cái từ ni otsuke được này mình rất là hay gặp nhá. Có nghĩa là mi ni otsuke được thì là học, đúng không? Còn noroku otsuke được là trau dồi, đúng không? Trau dồi cái năng lực của mình thì là bạn sẽ cái gì, cái khả năng tiềm ẩn của bạn nó sẽ tăng thêm 10-20-30%. Và làm sao kaze sarete nakutemo, cho dù nó có bị đánh thuế, ở đây cái từ kaze ở đây là chủ, là cái chủ ngữ mà mình đang nói tới là gì các bạn? Là chủ ngữ mình đang nói tới nó chính là năng lực tiềm ẩn. Đúng rồi, đúng không? Thì cái năng lực tiềm ẩn này của mình nó là sự vật sự việc. Và cái việc đánh thuế này thì nó phải là đánh thuế, con người đánh thuế, đúng không? Nên là nó phải chuyển thành là cái năng lực đấy nó bị đánh thuế, đúng không? Thì là cá dê xá đê tê nắc cư tê nắc, có là không hề bị đánh thuế. Và nó cũng làm sao, ở đây nó có là usinaware được cô tô muốn này, có nghĩa là sao nhỉ? Không gì, cái này không bị mất đi, đúng rồi, nó không hề. Nhưng mà cái nghĩa của cái cô tô muốn này này nghĩa là gì các bạn? Cái này rất là hay gặp nhá. Ví dụ này, mình sẽ có một cái trường hợp là làm gì có cái chuyện con tôi nó ăn cắp, làm gì có cái chuyện mà tôi lại được điểm kém như thế, thì nó chính là cô tô à này, cô tô muốn này. Ví dụ như là làm gì có chuyện mà tôi được man tên đâu, đúng không? Man tên đó, tôi được cô tô à này, tôi đây được cô tô à này, có là làm gì có chuyện tôi được điểm man tên bao giờ, thì nó chính là cái ý này. Có là làm gì có cái chuyện mà bị đánh mất bởi lạm phát, hay còn gọi là, tại vì cái tiếng Việt ở đây mình dịch thì nó sẽ không thể nào mà hết được cái ý của nó, đúng không? Nhưng mà bản chất tiếng Nhật của mình, cái từ koto wa nai này, koto mo nai này cũng rất là hay gặp này, đúng không? Usu naware được koto mo nai, cũng là không bao giờ có cái chuyện đấy xảy ra, không bao giờ có cái chuyện là bị đánh mất vì lạm phát, không bao giờ có chuyện là điểm man tên, học thì không học, đúng không? Làm gì có cái chuyện đấy, đấy, giả dụ thế. Hoặc là làm gì có cái chuyện con tôi nó ăn cắp, con tôi nó ngoan ngoãn như thế cơ mà. Đấy, thì mình sẽ dùng cái trường hợp này. Tiếp này, ikite kagiri. Kagiri này cũng rất là hay gặp. Là một
Kagiri nó chính là một cái, nếu như bình thường ấy mình sẽ hay hiểu nó là một cái câu gì nhỉ, câu điều kiện ấy, câu điều kiện trong tiếng Nhật, có là một khi mà đã, trong trường mình sẽ nếu hoặc là một khi, có là một khi mà mình còn sống thì là sẽ không bao giờ mất đi, hay còn gọi là nó sẽ mochi tsuzuke được, là mình sẽ có mãi, mình theo mãi cuộc đời mình. Vậy cái từ theo mãi với mãi này, chủ ngữ của mình nó vẫn là gì á các bạn? Khi mà mình còn sống, khi mà mình... Ừ, đúng rồi. Cái gì chủ ngữ của mình nó là gì? Chủ ngữ của mình... Là cái năng lực tiềm ẩn đấy. Đúng rồi, cái chủ ngữ là cái năng lực tiềm ẩn. Vậy là các câu gần nhau chủ ngữ giống. Đúng rồi. Đúng không? Thì là trong cái câu này đúng không? Thì là chủ ngữ của mình nó chính là các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau, cùng nói về một chủ đề. Đúng không? Thì nó chính là chừng nào bạn còn sống thì những năng lực này này, thì cái năng lực này nó chính là cái chủ ngữ này. Được chưa? Cái chủ ngữ bên trên là năng lực tiềm ẩn này, xong bên dưới này cũng là năng lực này. Khi mà mình dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt thì mình thêm cái chủ ngữ vào để cho cái câu của mình nó sáng ra. Đấy, thì những năng lực sẽ không bao giờ mất đi. Ok, đấy là cái bài ngày hôm nay. Thì với cái bài này kêu kêu cự đúng không? Cuối cùng tận cùng nó kia mấy cái này thì là nội dung rồi nhá. Rồi, Nui đã hỏi các bạn là bạn thích nhất ý nào trong bài, rồi bạn thích câu nào mới, rồi vận dụng chúng ra sao. Thì chúng ta hãy cố gắng là như vậy, là cái lúc nãy mình đã cùng nhau phân tích từng cái ngữ pháp ở trong này rồi này. Thì mọi người về nhà mọi người tìm xem là các bạn có thể áp dụng nó được vào trong đời sống của các bạn với những cái câu như thế nào. Đúng không? Thì bây giờ chia sẻ với các bạn là... Thì là lúc nãy trong lúc mà phân tích thì đã nói rồi. Đó là các cái câu danh từ ở trong bài này. Đấy. Thì các câu danh từ ở trong bài chính là cái câu đầu tiên ấy, đúng không? Thì là A là B, đúng không? Cái đầu tư mà làm sao nó thắng toàn bộ các cái loại hình đầu tư khác, đó chính là đầu tư cho bản thân. A là B, đầu tư vào đâu đi chăng nữa thì là cuối cùng thì cái đầu tư về bản thân là vẫn là cái đầu tư mà có lợi nhất đấy, đúng không? Tiếp đến này, cái câu sore wa thì là kotoda, nó chính là mình vừa mới phân tích nhá. Có là chủ ngữ là sore, kore và are thì sẽ là kết thúc là kotoda. Đấy. Tiếp nha. Đến cái này, hitio thì lúc nãy cũng đã phân tích rồi. Đúng không? Là cần cái gì đó thì lúc nãy mình có nói đấy. Là ví dụ như là ở đây nó là đế đề bà, đúng không? Ở đây nó là cái gá này. Cái gá ở đây của mình nó chính là cái chủ ngữ, đằng trước nó là danh từ, đúng không? Thì nó mới là hitsuyo desu. Còn nếu như mà động từ thì nó phải là torikumu hitsuyo ga arimasu. Đấy, mọi người nhớ cái đấy rất là hay nhầm luôn. Ở đây nó có một cái nữa, đó là verb te hoshi. Te hoshi là gì ạ các bạn? Te hoshi nghĩa là gì? TOC là dùng trong trường hợp nào? Cái TOC có nghĩa là tôi muốn, bản thân mình muốn người khác làm. Đúng rồi, vấn đề là đối tượng hướng tới là ai? Là người khác. Đúng không? Có là mình muốn người khác làm cái gì đó cho mình. Có là bạn hãy làm cái nọ, bạn hãy làm cái kia giúp tôi. Thì bình thường mình hay nói là gì? Shite kudasai. Shite kudasai. Nhưng mà người Nhật thì người ta rất ít khi người nói là kudasai nhá. Thực ra cũng không phải là ít, nhưng mà ý nói là bình thường nhà mà mấy cái ông người Nhật ở bên công ty chị ấy, thì ông ấy rất là hay kiểu là một là shite hoshi, hai là gokakunin kudasai. Có là không phải là shite kudasai mà là kudasai. Kudasai nó khác mà shite kudasai nó khác nhá. Ở đây nó ví dụ như là cái từ là go, bình thường mình hay nói là kakunin shite kudasai, đúng không? Kakunin shite kudasai. Thì cái câu này thì nó sẽ dùng ở trong trường hợp là verb te kudasai là dạng mệnh lệnh, đúng không? Thì nó hơi cứng và nó theo kiểu là bộ bã, đúng không? Kiểu bộ bã, kiểu xuồng xã ấy. Đấy. Bạn bè thân thiết nọ kia. Nhưng mà nếu mà kính ngữ hơn thì nó phải là gì? Go kakunin kudasai. Kudasai. Đúng không? Một là như thế,
hai là bây giờ go kakunin shite hoshii desu. Có là gì? Kakunin shite hoshii desu. Nani nani yo kakunin shite hoshii desu. Có là tôi muốn là bạn hãy confirm giúp tôi cái việc đó. Đấy, thì cái verb te hoshii này ở đây là gì? Hosoku ya setsumei ga hichiyou de areba oshiete hoshii desu. Thì cái này nó chính là cái một cái câu mà người Nhật người ta nói với em trong cái lúc họp, trong cái lúc mà chat ấy. Có nghĩa là người ta nói rằng là tôi chia, trước cái câu này là có một cái đoạn chia sẻ ở phía đằng trước, xong là bạn ấy nói là nếu mà cần phải bổ sung gì thông tin thêm hoặc là có cái phần nào mà bạn chưa hiểu ấy thì là bạn cứ bảo cho tôi thì tôi sẽ giải thích cho bạn. Thì nó chính là nếu như mà cần phải bổ sung hay là giải thích gì thêm thì bạn hãy báo cho tôi biết. Đấy. Tiếp đến là ittan kaki no yo setsume suru yote. Cái câu này nó cùng một câu thôi nha. Đấy. Thì là tôi muốn bạn ấy sự ittan ở đây là tạm thời, tôi sẽ báo cáo cái nội dung của cái này như sau này. Có là ở đằng trước nó có một cái đoạn là cái bạn người Nhật này, bạn ấy sau khi họp với team thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy sẽ định giải thích với khách hàng một cái đoạn ở phía trên. Thì cái đoạn phía trên đấy là liên quan đến dự án nên em không cho vào đây. Thì cái đoạn ở phía trên nó có một cái đoạn giải thích ABCD. Xong là bạn ấy mới nói là nếu như mà cái đoạn giải thích đấy nó có cần phải thêm gì không hoặc là cần phải bổ sung gì không thì bạn hãy bảo cho tôi biết. Đấy, còn đâu tạm thời là tôi sẽ dự định là giải thích như thế. Đấy, kiểu như vậy nhá. Thì nó chính là cái gì? Cái ít tăng với cả thori ai dự định có khác gì nhau không chị? Ít tăng thì chị thấy là nó sẽ dùng, thực ra nó không khác gì nhau ta. Ittang và toriaizu. Ittang là tạm thời, còn toriaizu thì hay dùng theo kiểu trước mắt ấy. Còn như giống như kiểu là gì nhỉ? Ittang là kiểu toriaizu đằng sau nó sẽ là hành động ấy. Ví dụ như chị hay thứ ăn nó chị chỉ dùng theo cảm giác thôi nhá. Theo cảm giác của chị, ví dụ như là trước mắt là mình hãy cứ làm đã. Đúng không? Toriaizu yarimasu là trước mắt là mình cứ làm đã. Còn ittang thì nó sẽ không dùng là ittang yarimasu đâu nhá, mà phải là ittang một cái trạng thái gì đấy, gọi là tạm thời với cái trạng thái như thế này thì là tôi sẽ như thế kia, thì nó là kiểu miêu tả cái trạng thái là tạm thời sẽ như thế. Đúng không? Còn nếu mà toriaizu giống như gọi toriaizu yarimasu này hoặc là toriaizu kono yo ni hokoku shimasu này. Đấy, thì đấy là cái cảm quan của chị nhá. Còn đó chị sẽ tra lại thêm. Còn trong cái trường hợp này không thể dùng tố đi ai dự được, bắt buộc phải dùng ít tăng. Tại vì vừa với cái hiện trạng như thế. Tiếp. Đúng không? Rồi, ở đây có sẽ có cấu trúc là te tamaranai này, koto ni naru hoặc koto ni suru này, ni ataru này. Đấy, ni yotte thì đi với động từ bị động ở đằng sau này, kageri thì nó dùng trong câu gì nhỉ? Điều kiện này, đúng không? Audio thì có sẵn rồi. Bây giờ cái câu nào nhất mà em thích ở trong bài? Không biết, tìm đi. Đúng không? Thì cái câu mà em thích nhất thì nó cũng chính là cái câu mà của bạn nào bạn ấy thích đấy. Nó chính là cái câu mà kiểu dù có lạm phát nó cũng không bị mất đi, chừng nào mà bạn còn sống thì năng lực này sẽ không bao giờ, thì nó sẽ còn với bạn mãi. Thì cái này gọi là dù công ty này phá sản đúng không, thì là mình vẫn có tiếng Nhật để đi tiếp công ty tiếp theo. Chẳng qua là lúc mà mình đi công ty tiếp theo thì chắc là sẽ hơi vất vả tí thôi. Chứ còn vẫn có tiếng Nhật để làm cái gọi là gì? Cần câu cơm à? Tiếp. Rồi. Thì có một cái ý mà trong cái bài này mà hôm lúc mà em soạn cái bài này em nghĩ ra ấy, đó là không phải khóa học nào mà mình cũng cần phải học ấy. Và cái việc đầu tiên là mình phải xác định được cái nhu cầu và mong muốn của mình trước, rồi mình hãy đi học và nhớ là phải research trước khi, chịu khó research trước khi hỏi ấy. Trong nhiều năm làm Facebook rồi làm YouTube thì em thấy là mọi người nhiều khi hỏi những cái câu mà nó nhăn nhặn ở trên mạng rồi ấy. Có những cái thứ mà các bạn chỉ cần một chút Google hoặc một chút ChatGPT thôi là các bạn có thể ra được một đống luôn. Nó cho mình cái mà nó một ra rồi, nhưng mà các bạn vẫn cứ hỏi.
đúng không? Không trả lời thì nó lại thành là kiêu, đúng không? Trả lời thì nó cũng chỉ trả lời là bạn có thể search ở trên mạng cũng nhiều mà, đúng không? Đấy. Đấy thì cái đấy nó là cái mà mọi người cần phải research trước rồi mới hỏi, có là thực sự là mình đọc đi đọc lại mình thấy là mình vẫn không thể hiểu nổi thì là mình hãng hỏi, hoặc là tất nhiên là cũng không đến mức là phải bắt buộc là phải đến mức mà kiểu mọi người sẽ nghĩ rằng là thế thì tôi có bạn để làm gì, đúng không? Ý nói là kiểu, nhưng mà nếu như mà các bạn lúc nào cũng nghĩ rằng là ai cũng có thể trả lời, hoặc là các bạn sẽ thấy nhá, rất là nhiều người ở trong các cái nhóm hội rất là hay cái kiểu là từ này nghĩa là gì hả các bạn, lên Google tra phát là xong, cần gì phải hỏi. Nhiều khi gặp rất là nhiều cái trường hợp đấy luôn. Rồi tiếp này, bây giờ cái nhu cầu và mong muốn của mình, cái này thì trong cái bài này thì người ta đang nói là cái bạn này bạn ấy quyết định đầu tư vào cái khóa học đấy, đúng không? Nhưng mà không phải lúc nào mình đầu tư cũng là tốt nha các bạn. Đấy là theo cái quan điểm cá nhân của mình nhá. Có nghĩa là mình hãy xác định xem là nó thực sự cần thiết với cái nhu cầu hiện tại của mình thì hãy đi học. Bởi vì có thể cái khóa học này nó có ích cho người khác nhưng chưa chắc đã có ích cho mình. Nên là mình hãy xác định được cái nhu cầu và mong muốn của mình trước đã thật rõ rồi hãng đi học. Mặc dù là em bán khóa học thật, em làm khóa học thật, nhưng mà rất là sợ là mọi người vào học được 1-2 hôm xong mọi người chán xong mọi người đi luôn, mọi người không theo được đầu đến cuối ấy. Hoặc là mọi người đây ví dụ như là tham gia được 1-2 buổi xong mọi người chán ấy. Bởi vì bản chất nó cái nhu cầu của các bạn nó chưa đạt đến cái mức sự cần thiết để phải học ấy, thì mình cứ đợi đến khi nào cái nhu cầu nó thực sự cần thiết thì hãng học, chứ không phải là cứ học bừ học phứa đâu. Đấy. Tiếp nào, đến cái thể bị động. Trong cái bài này mình sẽ nhắc lại những cái cấu trúc mà mình sẽ học này. Thứ nhất đó là động từ ở thể bị động hoặc là khả năng. Sao cái này nó bị này? Thì là các bạn nhớ giống như lúc nãy mình nói ấy, cái động từ mà ở dạng bị động và khả năng ấy, thì cái chủ ngữ của mình nó phải là gì? Là vật hoặc là sự vật. Thì nó sẽ là, ở đây viết thiếu rồi, nó phải là ní hoặc là ní yô đi hoặc là ní yô tệ, giống như là lúc nãy ở trong bài nó có gặp mấy trường hợp là ní yô tệ ấy, hoặc là ní yô đi ấy. Đấy là động từ đằng sau nó là đê đự. Thì ví dụ như là trong cái cuốn sổ tay đọc dịch này nó cũng có một bài nói về thói quen, thì nó có một cái câu như thế này: inichi ichinichi đều ạ hotong độ chigai ga nai yô ni miete mo, đúng không? Sư ka getsu ya sư ne no kakete motarasareru eikyo wa hakari shirenai. Cái này như thiếu sao nhỉ? Hakari shirenai, shirenai nhỉ? Biết sai à? Hakari bị sai, có là ý của cái câu này là không thể đếm được hết, đúng không? Không thể tính toán được hết. Rồi, mọi người dịch giúp em đi ạ. Tạm thời bỏ qua cái đoạn này nhá, để em về em check lại xem bị sai, như bị đánh sai rồi. Ai dịch đi ạ? Cùng dịch đi. Bây giờ nhìn vào các cái dấu phẩy này là gì? Alo mọi người bật mic nói đi. Hồ tôn độ chi gai gà nai yô ni miê tế mộ là sao? Một ngày thì có thể nhìn thấy là không có sự khác biệt, hầu như là không có sự khác biệt gì hết. Nhưng mà theo tháng năm thì sẽ có một cái ảnh hưởng, sẽ có một cái ảnh hưởng nhất định ạ. Hay là ảnh hưởng mà mình theo tháng năm thì sẽ bị ảnh hưởng mà không thể nào mà đo lường được. Ở đây là mi e te mo đúng không? Thì là cái câu này là cái đoạn này là ngữ pháp, nhưng mà ngữ pháp của mình nó là mi e te mo, nên phải dịch từ cái là bạn sẽ không thể nhìn thấy đúng không? Mặc dù bạn sẽ không trông thì có vẻ đúng không? Thực ra yo ni mi e du này là cho dù trông thì có vẻ là không khác biệt gì lắm, đúng không? Một ngày thì trông nó có vẻ là không khác biệt gì lắm, một vài tháng cũng như là một vài năm
thì mình cũng không làm sao hạc ở đây là không không đo không không tính toán được cụ thể. Cái từ hakari ở đây là đo đo lường, tính toán, đo đạc, đúng không? Mình cũng sẽ không thể nào đo đạc được cái mức độ ảnh hưởng mà nó motasare được ở đây là gì, mà nó đem lại, đúng không? Tại vì động từ của mình ở đây là dạng bị động. Vậy cái gì đem lại? Nó chính là cái thói quen này này. Cái motasaru là cái thói quen, đúng không? Chủ ngữ của mình ở đây, tại sao ở đây mình phải ghi cái bối cảnh là nói về thói quen để cho mọi người dễ hiểu ấy, là thói quen của mình ấy trông thì có vẻ không khác gì mấy với một ngày. Một ngày thì không khác gì, và cũng một vài tháng, một vài năm thì là mình cũng không thể nào tính toán, có thể là mình cũng sẽ không, mình có thể tính một, thậm chí một vài năm, một vài tháng mình cũng không thể nào tính toán được cái mức độ ảnh hưởng mà nó có thể đem lại. Bởi vì cái chủ ngữ của mình là thói quen, nên motasare dự này nó là cái thói quen đấy nó đem lại cho mình, đúng chưa? Nhưng mà 2 năm, 5 năm hoặc 10 năm sau, furikaete hajimete yoi shūkan niyoru rieki to warui shūkan niyoru sonsetsu ga hakkiri to me ni miete kuru. Ở đây có hai ngữ pháp mà mình cần phải nhắc tới. Thứ nhất đó là verb te hajimete. Verb te hajimete là gì cả nhá? Verb te hajimete bắt đầu bằng việc gì đấy ạ? Bắt đầu bằng việc gì đấy là sao nhỉ? Không phải, sai. Nhưng mà này thì nghe nó lại không hợp lý gần. Không phải, một nghĩa khác. Te hajimete thì đúng là bắt đầu rồi, nhưng mà cái ngữ pháp này không phải. Có một cách mà học ngữ pháp là gì các bạn? Là luôn luôn nhớ một câu. Cái này nó cùng với cả ố mốt tê hả chị? Không phải. Không phải. Các bạn nào đã nghe là kể từ khi có con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ chưa? Kodomo ga umarete hajimete hahaoya no taihen sa ga wakatte kimasu. Kể từ khi có con thì mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ, đó chính là ngữ pháp này. Gọi là kể từ khi việc gì đó xảy ra thì mình mới nhận ra được cái điều gì đó, thì nó là te hajimete. Và cái ngữ pháp này mình thường thường khi mà học ngữ pháp mình phải luôn luôn nhớ một cái câu mà nó gắn liền với ngữ pháp đấy, mà nó thực sự gắn với đời sống của mình, hoặc là nó phải vui vui tí thì nó sẽ nhớ được lâu dài. Thì ở đây nó chính là kể từ khi có con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ. Kể từ khi, phải sau khi, đúng không? Kể từ khi hay còn gọi là sau khi mà làm sao? Nhìn lại à? Đúng không? Phải, có là ý là gì? Phải đến cái lúc đấy thì mình mới nhận ra. Phải đến lúc mà mình làm sao? Mình vừa đi cay được là gì? Nhìn lại đúng không ạ? Đúng rồi, nhìn lại hoặc là gọi là gì đấy, tự mình review lại. Cái từ này nó có nghĩa là review. Phải để đến khi mà sao? Sau 10 năm, sau 5 năm, sau 2 năm mình review lại, mình mới thấy rằng là mình mới nhìn thấy một cách rất là rõ ràng rằng là những cái son sitsu, những cái tổn thất mà do những cái thói quen xấu, và những cái lợi ích mà do thói quen tốt tạo ra. Bây giờ đúng không, ngày hôm nay mình lướt TikTok 2 tiếng, 1 tiếng không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà 10 năm, 2 năm, 20 năm sau, khi mà cái thằng kia nó làm giám đốc rồi, mình mới thấy, ôi dồi ôi, tôi suốt ngày tôi lướt TikTok, nên là bây giờ furikai được thì tôi mới thấy, đúng không? Thì nó chính là cái ý này. Furikai được là review lại này, review lại 1 năm này. Nó sẽ có là ichinen no furikai, là review lại cái năm. Rồi nisen niju sang nền no furikai, có là review lại năm 2023. Những cái từ review này bản chất là mình sẽ là review lại những cái điểm tốt và những cái điểm xấu. Thì là khi mà review, đúng không? Review thì nó phải là cả điểm tốt và điểm xấu, đúng không? Thì nó sẽ có là yoi shūkan và warui shūkan. Tiếp đến là có cái từ là miete kuru. Tại sao mày vấp te kuru? Bởi vì là đến lúc đấy mình mới nhìn ra. Ở đây nó có là vấp te iku và vấp te kuru, đúng không? Thế cái này nó là vấp te kuru thì nó là gì? Nhìn. Tại vì bình thường theo lý thuyết của mình là gì? Lý thuyết của mình là gì? Gì nhỉ? Lý thuyết của mình là vấp te iku là miêu tả từ hiện tại cho đến
tương lai. Còn verb te kuru là miêu tả từ quá khứ cho tới hiện tại, đúng không? Cũng là cái lý thuyết của mình là như thế. Nhưng mà trong cái câu này mình sẽ hiểu là gì? Là chính là từ quá khứ cho đến hiện tại đấy, đúng không? Từ quá khứ cho đến hiện tại là mình nhìn thấy là à, hóa ra là những cái thói quen tốt, thói quen xấu của mình nó đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Thì đấy, cái ẩn ý trong đấy, mình khi mà mình hiểu được cái đấy rồi, đúng không, thì mình sẽ vận dụng được vào trong cuộc sống. Tức là kể từ khi mà chị nhìn đến những cái nhỏ nhỏ như thế là chị rất là thích luôn. Tức là chị cảm giác như là sau này mình sẽ cố gắng mình áp dụng nó vào trong cuộc sống của mình, đúng không? Mình nói một cái câu nào đấy mình tôi nhớ rồi, hình như là ngày xưa là như thế, oboe tekita chứ không oboe masta nữa, đúng không? Ngày xưa mình chỉ cần nói là oboe masta, đúng không? Hoặc là wakari masta, nhưng mà wakateki masta, tức là tôi đã hiểu rồi, đúng không? Tức là nghe anh giải thích nọ kia, wakateki masta, hoặc là gì, oboeteki masta, tôi nhớ ra rồi. Đấy, thì nó miêu tả cả một cái quá trình ấy, nó chỉ cần verb te kuru, verb te ikuru nó đã khác nhau rồi. Thế thì khi mà mình phân tích như vậy thì mình sẽ áp dụng được vào trong đời sống của mình. Tiếp chị nữa. Ơi, cái chỗ này này, này cái yoi kết cả niyot và niyoru nhé. Hai cái niyoru ở trong này thì mình sẽ dịch lẫn nhau chị. Thì cái niyoru này nó đều đi với cái son xuyết sự và đi với cái liyaki thôi. Có là cái lợi ích có là lợi ích mà mình nhận được bởi, đúng không? Đấy, hoặc là cái tổn thất mà mình bị bởi cái gì đó. Thì ở đây chị đang dịch là gì? Nghĩa của nó như thế, nhưng mà tiếng Việt thì mình dịch nó bay bay hơn tí. Có là lợi ích từ những thói quen tốt và sự tổn hại từ những thói quen xấu, hay còn gọi là những cái lợi ích do thói quen tốt gây ra, lợi ích do thói quen tốt tạo ra và tổn thất do thói quen xấu gây ra. Đấy, ok chưa? Đến đây có ai hỏi gì không? Ok chị ạ. Tiếp nào. Rồi đây. Vẫn là bị động nhá, chủ ngữ và vị ngữ nhá. Buffett ở đây là ông Warren Buffett nhá, là cái ông gì nhỉ? Cái ông mà chuyên đầu tư đấy, bất động sản, đầu tư gì, cổ phiếu hay gì đấy, Warren Buffett đấy. Đấy. Katsute là ngày chisuki wa fukuri no yo ni chikuseki sareru to katatta. Dokuso o kasaneru hodo chisuki wa fueru. Là gì? Cái ông này làm sao? Katsute là ngày xưa em. Ngày xưa. Ngày xưa đã từng nói như vậy. Ngày xưa ông đã từng nói như thế. Dịch nào? Chủ ngữ là Buffett này. Đây là câu động từ này. Tố. Cái này đọc là gì? Kataru đúng không? Vậy chủ ngữ, động từ, vị ngữ thì thôi. Dịch bắt đầu. Cùng dịch nào. Ông Buffett. Ông Buffett đúng không? Ông Warren Buffett ngày xưa đã từng nói rằng tri thức thì có thể đã được tri thức thì được tích lũy. Đã được tích lũy giống như là phúc lợi. Cái từ Fukuli này nó chính là lãi suất kép nhá. Fukuli ở đây là lãi suất kép, đúng rồi. Giống như lãi suất kép. Đúng rồi, kiến thức thì được. càng đọc nhiều thì tri thức sẽ ngày càng mở rộng càng nhiều. Đúng rồi, ok. Bây giờ mình phải hiểu được là thế nào là lãi suất kép. Cái này bạn nào biết lãi suất kép là gì không? Bạn nào biết lãi suất kép là gì không? Bạn nào đã từng nghe cái khái niệm là nếu như bây giờ mỗi một ngày để em giải thích cho mỗi một ngày mà tăng một chắc là cái chị Hồng muốn nói là mỗi một ngày mà mình tăng 1% kiến thức so với ngày hôm trước thì sau một năm cái lượng kiến thức của mình sẽ như thế nào đấy, và sẽ tăng lên 37 lần à? Nó tính ra là 37, có là mỗi một ngày 1% thì là một năm sau sẽ là 37 lần. Nhưng mà thêm một cái nữa mà tính là tiền bạc đi, lấy một cái ví dụ nữa về tiền bạc.
cái nữa là cái lãi suất kép thì nó sẽ tính cái lãi, tức là nó sẽ tính cái lãi dựa trên cả cái lãi gốc lẫn cái lãi mà cái lãi gốc đẻ ra. Đúng rồi. Giống như kiểu là bây giờ mình có là mình bỏ vào 1 triệu đúng không, mình tiết kiệm 1 triệu, nhưng mà mình không bao giờ mình lấy ra 1 triệu đấy, thì cứ ngày mai 1 triệu nó sẽ lãi lên đến 1.100.000 chẳng hạn, thì là ngày hôm sau nữa sẽ là 1.100.000 tiếp lãi của 1.100.000, xong ngày hôm sau nữa lại lãi của 1.100.000. Nên là người ta bảo là nếu như bạn từ giờ đến cuối đời mà bạn không rút ra mà bạn chỉ cần để đấy khoảng tầm 1 triệu hay 2 triệu gì đấy, bạn cũng có thể thậm chí bạn sống được lúc về già ấy, thì đó chính là lãi suất kép. Thì lãi suất kép này có ý nghĩa là gì? Có nghĩa là không phải là bạn ý nói là kiểu nó không phải là 1 cộng 1 bằng 2 mà là 1 cộng 1 bằng 3, 1 cộng 1 bằng 4 ấy. Ý nó là như thế, thì là ý nói là có thể là ngày hôm nay mình chỉ nhận được cái thành tích A, nhưng mà không có nghĩa là ngày mai bạn cũng sẽ nhận được cái thành tích B gấp đôi thành tích A, mà bạn có thể nhận được cái thành tích gấp 3, gấp 4, gấp 5 hoặc gấp hàng trăm lần so với cái A bây giờ. Thì nó gọi là lãi suất kép. Và cái kiến thức của mình có thể ngày hôm nay mình đọc sách là mình nhận được cái tri thức A, nhưng mà không phải ngày mai mình sẽ nhận được đơn giản là tri thức B, mà nó sẽ là A cộng B cộng C. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Giải thích thì nó cũng hơi khó nhỉ. Nhưng mà cái mọi người nếu mà ai quan tâm thì hãy search từ khóa lãi suất kép. Nó sẽ giải thích cho các bạn một cách tường tận luôn về lãi suất kép. Hãy tận dụng lãi suất kép ở trong cuộc sống. Đấy, càng đọc nhiều thì là kiến thức càng tăng. Bạn nào mà muốn đầu tư hoặc là muốn tích lũy sau này để về già không phải lo đói thì hãy sử dụng lãi suất kép nha. Tiếp này, tiếp đây, vẫn là câu bị động này, vẫn câu bị động nhá. Mình chủ đề của mình vẫn đang là câu bị động đấy. Ở đây bị động thì nó sẽ có niyori này. Niyori thì đi với động từ bị động ở đằng sau này. Bây giờ mình sẽ dịch là mình dịch từ đoạn này đi nhé. Cái đoạn này tại sao tasuke oste kure được là sao? Chưa hiểu lắm. Đây là gì ạ? Ở đây nó có từ là takitsukeru. Takitsukeru là cái từ tác cự ấy. Tác cự là châm nhóm lửa. Là dạ, đục cái sổ niyori là bằng cách làm sao? Bằng cái việc đọc đúng không ạ? Đúng rồi, bằng cái việc đọc thì là nó sẽ nhen nhóm lên cái sự hiếu kỳ của bạn về cái thế giới. Đúng rồi, sẽ làm đúng không? Thì là mà khi mà trong tiếng Việt của mình cứ chỉ cần nói bình thường là nó sẽ nhen nhóm thôi. Nhưng mà chuyển sang tiếng Nhật thì nó phải là gì? Là tsuke ra đây được. Bởi vì mình đã dùng niyori rồi, xong mình lại dùng là cái chủ cái vật thể của mình ở đây nó là kokishin, là cái sự làm sao sự hiếu kỳ sự tò mò đấy đúng không, thì nó sẽ là takitsuke ra đây được đấy. Nhờ vào đọc sách mà tôi khơi gợi được sự tò mò về thế giới, thì nên nó vẫn là thuộc cái bài của cái ông Buffett này thôi. Ông ấy nói là ông ấy đọc sách, xong là nhờ vào cái việc đọc sách đấy thì đã giúp ông ấy như thế. Tiếp câu này vẫn là bị động thôi, là gì đây? Siu kan no seiko o hitotsu kiroku suru tabi ni tassei kan o erareru, là gì? Mỗi lần mà đạt được thêm một kỷ lục về thành công trong thói quen của mình thì có thể cảm nhận được sự thành công, đạt được cái gì đấy. Đúng rồi. Ở đây nó có cái từ kiroku nhá. Kiroku ở đây nó là ghi chép lại. Cái bài này nó là trong cái bài nói về habit checker ấy. Habit checker là một cái hình thức mà mình ghi chép lại những cái ngày mà mình đã thực hiện, như là tôi đã tập thể dục 5 ngày trong một tuần chẳng hạn, hoặc là 6 ngày trong một tuần, thì mình nhìn vào những cái ghi chép đấy thì mình mới thấy rằng là có những cái dopamine ấy, kiểu là giống như kiểu là cái cách mà mình cứ nốt và mình tích lại những cái ngày mà mình làm được ấy, thì nó sẽ nhìn lại cả một cái quá trình, mình sẽ giống như kiểu một cái luồng dopamine để giúp cho mình có thêm được cái sức mạnh để mà mình làm tiếp ấy. Thì cái từ kiroku đây là ghi chép lại. Cứ mỗi một lần mà tôi ghi chép lại một cái thành công của thói quen, có nghĩa là ngày hôm nay tôi tập thể dục được một lần, hay là tôi tích một phát vào trong cái
bảng habit checker đấy đúng không? Ngày mai tôi lại tích một cái, ngày kia tôi lại tích một cái, ngày kia tôi lại tích một cái. Thì mỗi một lần mà tôi ghi chép lại những cái thành quả về thói quen của mình thì tôi lại cảm nhận được đúng không? Cảm nhận được eraderu đúng không? Cảm nhận được cái đấy. Thì cái từ eraderu này nó là tạt xê cẳng đúng không? Thì động từ của mình nó là eraderu. Bình thường mình cứ chỉ cần nói là eru thôi đúng không? Eru thôi đúng không? Nhưng mà ở đây nó dùng là eraderu, là có thể đạt được cái điều đấy. Đấy, kiểu mang lại cái cảm nhận đấy, cái cảm giác đó, sẽ được nhận cái cảm giác đó. Thì là mình chuyển sang dạng bị động. Còn đây là ví dụ trong IT, hôm nay có bạn nào làm IT không? Đấy nha, một đống em ở Việt Nam, em muốn xin vào làm IT computer. Ok, làm ở đâu vậy? Em chưa biết nữa, tại vì tháng 11 em mới về. Thế xin được chưa? À, chưa xin hả? Dạ chưa, giờ thì em cũng đang làm kiểu IT computer nhưng mà nó thiên về bên thiết bị hơn, tức là chất kết nối Bluetooth của tai nghe Sony ấy ạ. Thế là cũng là phần mềm các kiểu rồi đúng không? Nhưng mà em thấy nó không có giống với lại những cái mà bên IT phần mềm mà mọi người hay đưa ra ví dụ, tại vì đa phần là kiểu cũng không hẳn là phần mềm mà kiểu là thao tác ấy chị. Thao tác ở trên tai nghe, sau đó là kiểm tra là cái kết nối của nó có ổn định hay không, kiểu như vậy. Nó là mở cái, nó là cái bước đơn giản nhất thôi. Ok. Đấy thì cái, thế thì cái này hôm nay không có bạn nào làm IT nên là tạm thời cứ để đây. Bạn nào có duyên thì ngồi đọc lại sau. Nó cũng chỉ là liên quan tới bị động thôi. Đấy. Nó sẽ có những cái từ mà nó mang tính chất chuyên ngành một tí. Đấy. Thì nó vẫn là cái cấu trúc là chủ ngữ thì là động từ, chủ ngữ với động từ đi gắn khớp với nhau, bị động các kiểu. Thì cái đoạn này bạn nào làm IT thì sẽ hiểu rõ hơn. Tiếp đến nào. Rồi, cái câu bị động ở đây, đây câu bị động ở đây là được làm bởi ai? Cái này thì là vẫn là IT rồi nhá. Rồi, câu danh từ đây rồi nhá. Câu danh từ này là hôm trước, lúc đấy mình vừa nói rồi. Cái ngữ pháp này là đi kèm vào thôi nhá. Cái này không liên quan đến bài ngày hôm nay đâu. Tiếp đến cái tài, tê tà ma la dự. Lúc đấy mình vừa nói rồi đúng không? Gọi là tôi rất là sợ nó kia. Sao cái máy mình nó nóng ran này? Sao cái máy nó nóng ran này? Quạt đã. Cái tê tamarazu. Máy nóng này. Cái tê tamarazu này là rất nọ kia này. Thì bây giờ mình sẽ có là tê tamarazu là rất cái gì đó, đúng không? Để miêu tả cái cảm xúc. Thì đằng trước cái tê tamarazu này bao giờ cũng phải là tính từ miêu tả về cảm xúc. Thì nếu như mà nó không phải là đầu giờ giống như là oishikute, nó không phải là những cái tính từ miêu tả là ngon rồi ngọt rồi nọ kia, thì nó cũng phải là tính từ là thể tai, đúng không? Tôi rất là muốn cái nọ, tôi rất là muốn cái kia. Thì như là anata wa ten soku shitakute tamarazu ima no shigoto o tsuzukeru aida ni mo kariya o ippo zenshin saseru beki da to kangaete iru. Là sao? Cho dù bạn rất là muốn chuyển việc đi chăng nữa thì bạn cũng, tôi nghĩ rằng làm sao? Bạn cũng cần phải làm sao? Saseru, saseru hôm trước mình học là gì? Thể gì? Thể. Thể sai khiến đúng không? Là mình phải khiến này, mình phải bắt này, là mình phải làm này. Ok chưa? Phải làm cái gì? Làm cái gì các bạn? Tiến thêm một bước trong cái sự nghiệp. Đúng rồi, cho cái sự nghiệp career này. Ai đà ní ở đây là gì? Trong cái... cái lúc mà mình đang tiếp tục cái công việc hiện tại. Đúng rồi, có nghĩa là sao? Cho dù bạn có chán cái công việc ấy đến mấy, bạn cảm thấy bạn ghét cái công việc ấy đến mấy đi chăng nữa, nhưng mà bạn cũng không nên nghỉ làm ngay. Bởi vì bạn phải thực sự là cảm nhận được là bạn ghét là vì cái gì, và bạn phải thực sự là bạn phải làm hết sức với nó ấy, để mà có cái kinh nghiệm thì bạn mới nên làm sao dên xin là bạn tôi nghĩ bạn cần phải làm gọi là tiến thêm một bước, hay còn gọi là bạn phải phát triển cái sự nghiệp, hoặc là bạn phải
làm thế nào đấy để làm cho cái career up của bạn, cái career, cái công việc của bạn đấy nó phải tiến được thêm một bước nữa trong cái lúc mà bạn làm chính cái công việc đó. Có nghĩa là gì? Người ta khuyên rằng là chúng ta nên làm sao có được một cái thành tựu nhất định ở một cái công việc nào đấy, cho dù bạn có là khi mà bạn đã xác định là bạn đã nghỉ việc rồi ấy, khi mà bạn đã xác định bạn nghỉ việc rồi ấy, thì bạn lại càng nên cố gắng làm những cái công, những cái task mà khách hàng người ta giao đấy một cách trọn vẹn nhất, một cách tốt nhất rồi bạn hãng nghỉ. Cái này là cái mà thực sự chị thấy đúng nhá. Cái này chị đã từng trải qua rồi, với là chị đã từng, như mọi người biết là chị cũng nghỉ việc nhiều lần chứ không phải là không. Tính của chị rất là nóng tính nên là chị chỉ cần một thứ nào đấy mà chị không thích thôi là chị sẽ nghỉ luôn liền luôn. Chị đã từng nghỉ một công ty, hai công ty, ba công ty là chán là nghỉ luôn. Có nghĩa là tức ý, gọi là mình làm, mình cứ nghĩ lúc nào mình cũng nghĩ là gì, cái tôi của mình rất là cao đúng không? Mình làm tốt thế mà tại sao người ta không công nhận mình chăng? Mình làm tốt thế mà tại sao người ta không tăng lương cho mình ta? Mình làm tốt, cái là mình cũng không đến mức độ nào mà tại sao người ta không công nhận mình cả? Thế là nghỉ. Công ty thứ nhất nghỉ vì như thế nhá. Cái công ty thứ nhất là vì mình đi phỏng vấn người ta, mình thấy lương người ta cao hơn mình, nghỉ luôn. Có là cái chị đấy kể lại, có là cái hồi đấy chị làm counter cũng được phải đến 6-7 năm rồi, thì chị là người đi phỏng vấn cái chị đấy vào công ty. Thế vào công ty chị không có một cái kinh nghiệm counter nào, nhưng mà chị hơn tuổi mình, thực sự là chị hơn tuổi mình. Chị làm ở bên phòng sản xuất gì đấy, ngày xưa hồi đấy thì counter nó cũng không nhiều như bây giờ, nên là cái công việc chuyển việc thì nó cũng dễ, không không cần kinh nghiệm counter thì vẫn có thể chuyển việc được. Thì là sau khi phỏng vấn xong phát là thôi, người ta lương cao hơn mình đâu 5-6 triệu rồi đấy, nghỉ luôn. Nghỉ luôn nhá. Thì là bắt đầu mới chuyển sang một cái công ty làm về giáo dục. Cứ là đợt đấy tất nhiên là nghỉ nó cũng là một cái lý do, là vì người ta lương cao, người ta cao, lương cao hơn mình cảm thấy ấm ức. Hai là mình cảm thấy rằng là mình cũng không muốn gắn bó lâu dài với công ty nữa, thế là mình nghỉ nhá. Đấy là thất bại đầu tiên. Có là thực ra không phải là thất bại mà kiểu đến sau bao nhiêu năm rồi mình mới nhận ra được một bài học, là mình đã rất là nhiều lần lặp đi lặp lại cái việc là cứ tức là nghỉ, tức là nghỉ, tức là nghỉ. Nhưng mà cái việc đấy nó không nên một chút nào nha các bạn. Nó sẽ không tạo gì, một cái điều gì tốt trong cái sự nghiệp của mình hết ý. Đến lúc mà mình chuyển sang cái công ty thứ hai thì bị đuổi, bởi vì là mình nói nhiều quá, mình nói nóng tính quá, mình cứ hay đi đòi hỏi nhiều quá thì bị đuổi. Đấy nhá, đến công ty thứ hai. Bí hẹn ra là công ty Việt Nam bị đuổi luôn đấy các bạn. Có là ngày hôm đấy đến trường dạy nhá, sau là thầy giáo mới gọi lên trên phòng riêng nói rằng là cảm ơn bạn đã cống hiến, cảm ơn bạn đã thế nọ gì kia, nhưng ngày hôm nay tôi xin phép được chấm dứt hợp đồng lao động với bạn. Ôi khóc như mưa đi về nhà luôn. Mới làm được 1 năm, nhưng mà vì cái công ty đấy là công ty Việt Nam là cái thứ nhất, thứ hai là người ta không thích mình, cái thứ ba là mình cũng đâu có bằng ai đâu, thì là mình bị đuổi thôi, là chuyện bình thường. Đến cái trường hợp thứ ba, chị lại làm một công ty IT tiếp. Sau khi mà bị đuổi thế thì chị lại làm công ty IT tiếp trong vòng 4-5 năm tiếp theo. Cô là chị cũng được đánh giá tốt, chị cũng làm được tốt. Nhưng mà chị mãi cứ lật đật mãi, chị không lên được brief. Đó là chị chỉ làm công tơ bình thường thôi. Thì nó mới in cho con kéo nhá. Thì đến lúc là đến công ty đấy là cũng cãi nhau một cái bạn brief. Bên cạnh về cho nghỉ việc luôn. Đấy là kinh nghiệm của chị nhá. Ngày mai. Ừ, cho sáng ngày đấy. Thế là cuối cùng nghỉ có được gì đâu. Bởi vì sáng đúng không? Mình mà mình chỉ có gây một cái cảm xúc không tốt cho người khác. Đúng không? Trong mình lúc mình sẽ mình làm bị cho người ta đánh giá tổng thể đúng không? Tức là tất cả những cái gì mà mình đã cống hiến và mình đã làm rất tốt, nhưng một cái lý do mình nghỉ mà bằng một cái cảm xúc nhất thời như thế thì người ta sẽ nhìn mình theo kiểu là tất cả những cái gì mình cống hiến là zero ấy. Thêm nữa là mình trước khi mình đi, mình nên có một cái thành tựu nào đấy để mình chuyển việc, nó sẽ tốt hơn. Tức là nếu mà một khi mà bạn đã xác định nghỉ nhá, là bạn phải làm hết lòng hết sức với nó. Bạn đạt được một cái thành tích nào đấy thì sang công ty khác bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều luôn. Thế nên là chúng ta hãy thực sự là, nhưng mà nó là một bài học ấy. Nhiều khi mình nói thì nói vậy thôi, nhưng mà phải đến 3 lần chị mới nhận ra được cái bài học đấy. Thì đó chính là cái ý này này. Mà sau khi chị đọc cái câu này xong thì chị thấy kiểu cảm giác như mình trong đấy. Và đến cái lần gần nhất gần đây là chị nghỉ việc này, thì đến lúc đấy chị mới nhận ra được rằng là bao nhiêu thứ nó dồn nén ấy. Và mình lại bắt gặp lại cái cảm xúc đấy từ rất là nhiều năm trước. Mình đã từng như thế và mình đã quyết định mình nghỉ việc. Nhưng trước khi nghỉ việc mình đã làm hết sức có thể của mình.
Và chị đến lúc mà chị nghỉ việc, chị cảm thấy rằng là chị không có phải hối tiếc về một cái điều gì cả. Chị cảm thấy rằng là chị đã làm hết sức của mình rồi, và chị không cần phải nghĩ ngợi về cái việc là mình đi và người ta nghĩ như nào nữa. Chứ đến lúc đấy mình thực sự là mình đi vì là mình cảm thấy không hợp, chứ không phải là đi vì cái cảm xúc của cá nhân của mình ấy. Thì nó thực sự là một cái cách mà mình đối diện với lại cái cảm xúc ở bên trong mình. Tại vì nếu mà mình không đối diện được với nó, nó cứ lặp đi lặp lại mãi trong mình, nó rất là nhiều năm liên tục, nó cứ lặp đi lặp lại. Cái đến khi nào mà mình nhận ra được là mình đang gặp phải một cái bài học như thế thì nó mới kết thúc ấy. Nên là chúng ta hãy cố gắng nha. Tốt nghiệp rồi đấy chị, tốt nghiệp cái khóa đó rồi đấy. Đấy, số cô đế và số đê đế này. Tiếp đến là ní sư đự và ní na đự. Cái này rất là quan trọng luôn, bạn nào bạn ấy nói ấy, trong cái ba câu của mình ấy, đúng không? Là gì cả ngộ, mười đà ní sư đự, đúng không? Làm cho thời gian, cái gì nhỉ? Lãng phí thời gian này, đúng không? Lãng phí thời gian. Còn đây là gì? Coi trọng gia đình. Đúng rồi, coi trọng gia đình này. Còn đây là gì đấy? Niu lô cự phu cả ni sinai tổ ái kia này ní sư rự này. Đấy, nani. Là gì? Cái đoạn này thì có, cái đoạn này là ký tự mà lớn hơn 23 nhá. Cái này IT rồi, nhưng mà bạn chỉ cần nhớ là không cần phải nhập, không cho phép, phư cả đây là không cho phép, phư cả là phư cano ấy, là không thể ấy, hoặc là không được ấy, đúng không? Không cho phép nhập những cái ký tự, đúng không? Những cái ký tự mà nó vượt quá 23, bao gồm cả cái, cái đây là ký tự giống như kiểu emoji icon ấy, là cái icon mà hình mặt cười nó kia, thì những cái icon đấy nó là ký tự mà lớn hơn 23, thì là không cho phép nhập các cái ký tự như là icon đấy. Rồi tiếp, kochira wa dochi ni shimasu ka, là gì? Chọn cái nào? Đúng rồi, bạn chọn cái nào. Dù rất là hay dùng, đúng không? Ní sư rử này. Tiếp đây nữa là gì đây? Kakikomi wa dekinai yo ni sư rử. Chuyện đó là sao? Kakikomu là gì? Viết vào. Đúng rồi, viết vào hoặc là nhập vào. Nhập. Ừ. Không cho phép viết vào, không cho phép nhập vào, hoặc không cho phép import vào. Gai bự là từ bên bên ngoài. Rồi, vô ní sư đự là gì? Là cố gắng để không. Ừ, thực ra cái này nó chỉ đơn giản là làm cho, làm cho không thể, đúng không? Sao cho, cái từ yoni naru, yoni sư là sao cho, sao cho không thể, đúng không? Hay còn là làm cho không thể nhập, hoặc là không cho phép nhập, đúng không? Không cho phép nhập từ bên, từ bên ngoài. Đấy, từ bên ngoài hệ thống có thể. Tiếp, kakunin kanryo shitara danni shimasu, sau khi confirm xong thì sẽ hoàn thành. Đúng rồi, cái từ done này nó chính là một cái trạng thái của cái ticket, gọi là mỗi một cái task hoặc là một cái nhiệm vụ nào đấy, mình sẽ có một cái trạng thái cho nó là đã hoàn thành hoặc là chưa hoàn thành, đúng không? Thì ở đây nó là gì? Là sau khi mà confirm xong thì là chọn là, đúng không? Sẽ để là, sẽ để là, sẽ chọn là done, là cái trạng thái đấy, trạng thái của cái ticket đấy, của cái task đấy. Rồi, listo ni shimashita no de go kakunin o negai shimasu, là gì? Tôi đã tạo danh sách rồi nên hãy confirm. Đúng rồi, đấy thì những cái câu này là những cái câu mà mình hay bắt gặp trong đời sống hàng ngày. Đấy. Còn cái đoạn bài tập này là cái đoạn bài tập của các bạn nào mới gửi cho chị đây này. Đấy. Thì cái đoạn này nó cũng là thể sai khiến này. Đấy, những cái cấu trúc hay này chị đã nốt hết ở đây rồi, thì là các bạn có thể tham khảo thêm đầu xuôi đuôi lọt đó kia. Đấy, thì hiện tại vậy nội dung của bài hôm nay là bao gồm những cái gì đây? Một là câu danh từ, đúng không? Câu danh từ thì nhớ là A và B đều phải là danh từ này, đúng không? Nhớ là A và B đều phải là danh từ. Sore thì kore are này phải là danh từ này. Đấy là cái thứ nhất nhá, là danh từ. Cái thứ hai là hitsuyo, thì nó sẽ có hai loại là hitsuyo ga aru hoặc là nani nani ga.
Hichio desu, đúng không? Thì cái này là Hichio. Bên này mình sẽ có là các ngữ pháp là gì? Te tamaranai thì đi với tính từ miêu tả cảm xúc, đúng rồi. Hoặc nếu mà không phải là oishi hoặc là gì đấy phải là về sitai, đúng không? Kiểu miêu tả cái cảm xúc của mình. Koto ni naru, koto ni suru là gì? Là gì? Koto ni naru và koto ni suru là gì? Từ nãy Lan nói rồi đấy nhỉ? Ừ. Suru là quyết định chọn cái gì đó, đúng không? Quyết định cái gì đó hoặc là chọn cái gì đó hoặc là trở nên trở thành cái gì đó. Niyataru thì là khi, đúng không? Hoặc là trùng khớp cái gì đó. Niyataru là khi này, trong cái bài vừa rồi đấy. Rồi mình học rất là nhiều về động từ. Học về động từ thì nó có hai loại, một là đi với niyotte này, hoặc đi niyori này, hoặc đi với ni, và đằng sau động từ của mình là dạng bị động. Tiếp đến là kagiri. Cái kagiri kagiri như chưa có ví dụ mất nhỉ. Rồi bài tập về nhà cho các bạn là tìm tất cả các ví dụ liên quan đến cái này. Kagiri là nếu ấy, đúng không? Trong cái bài của mình nó có là nếu, nhưng mà nó là cái kiến thức mà bạn có ấy, thì nó sẽ không thể ai đánh mất được đấy. Hoặc là một khi mà còn sống thì nó sẽ còn mãi đấy. Thì cái kagiri này để buổi sau mình sẽ bổ sung thêm một số các cái ví dụ cho nó nhé. Đấy, bị sót cái đấy đấy. Thấy chưa? Vậy là mình đã học được rất là nhiều về bị động này, ní này, ní yori hoặc đi với ra đê lự này. Đấy, các cái ví dụ đi kèm với nó này. Câu bị động và te tamara dự, so cô đế và so đê đế này, ní sư rự này. Đấy, hôm nay cũng khá là nhiều thứ ấy. Đó là cái phần ngày hôm nay, vừa tròn 1 tiếng rưỡi. Vâng ạ. Rồi, còn 2 bạn thôi hả? Mọi người mất điện đến chẳng, nên là ao hết rồi. Ok, rồi, thế mình kết thúc ở đây nhá, có ai hỏi gì không? Bộ danh của con đẹp quá, con ạ.